Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 năm Mạng. Nói chung cuộc đời của những người tuổi Nhâm Ngọ năm Mạng phải trải qua rất nhiều những sự biến đổi thăng trầm ở tiền vận. Mọi thứ chỉ có thể ổn định và khởi sắc bắt đầu từ năm 30 tuổi trở đi mà thôi. Cụ thể, vận trình của năm Mạng tuổi này diễn tiến ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những tử vi phân tích chuyên sâu mà Phong thủy Gia Cát gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị! Gia chủ Nhâm Ngọ sinh năm 2002 năm Mạng, có cung mệnh thuộc cung Tốn trực Bế, mạng Dương Liễu Mộc, khắc Lộ Bằng Thổ, con nhà Thanh Đế trường Mạng, xương con ngựa, tướng tinh con cáo, ông tử vi độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời năm Mạng Nhâm Ngọ qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc cây liễu số người phong lưu, mùa thu lỗi số bơ vơ, mùa hạ cũng lỗi chật giờ khổ thân. Số này thừa nhỏ gian nan, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, cây khô mà đặng mọc chồi, ấy là Nhâm Ngọ rõ ràng chẳng sai. Một tay chỉnh đốn sa môn, điền viên lưu để tử tôn lâu bền. Kể từ vận giữa sắp lên, làm ăn lên cửa nên nhà mới yên. Số này lanh lợi khôn ngoan, ít kẻ ngu dốt cơ hàn lênh đênh. Tổng quan: cuộc đời năm Mạng Nhâm Ngọ giống như con ngựa rong ruổi trên mọi nẻo đường. Họ không quá nhàn hạ nhưng cũng không quá vất vả. Cuộc đời của những người tuổi Nhâm Ngọ bắt đầu gặt hái được những thành quả từ năm 30 tuổi trở đi. Những người tuổi này có số hưởng tài lộc, phúc phận tốt đẹp. Nếu có tính cách hướng ngoại và năng động còn dễ thành công hơn nữa. Tuy vậy cuộc đời họ lại giống như dòng sông, lúc thì chảy dữ dội, lúc lại lặng sóng êm đềm. Điều quan trọng là họ phải giữ cho mình luôn được cái tâm trong sáng hướng thiện. Dù có bất kỳ một chuyện gì xảy đến cũng đều gắng sức vượt qua thì cuộc sống của họ mới được hưởng nhiều tốt đẹp. Nói chung cuộc đời của những người tuổi Nhâm Ngọ phải trải qua rất nhiều sự biến đổi thăng trầm ở tiền vận. Mọi thứ chỉ có thể ổn định và khởi sắc bắt đầu từ năm 30 tuổi trở đi. Năm Mạng Nhâm Ngọ có số hưởng thọ từ 76 đến 83 tuổi. Những người ăn ở hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của năm Mạng Nhâm Ngọ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 7, 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Năm Mạng Nhâm Ngọ sinh vào các tháng 2, 9 và 12 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời. Gia đạo công danh. Công danh rộng mở sáng lạn bắt đầu từ 27 tuổi trở đi. Nếu bạn nhận định và suy xét một cách đúng đắn thì bạn sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa trên con đường công danh. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ khi được người thân trong gia tộc giúp đỡ. Nếu muốn tự đứng trên đôi chân của mình thì năm Mạng Nhâm Ngọ phải chịu nhiều phiền muộn, khó khăn đến mức túng quẫn thiếu thốn lúc đầu, về sau mới được rạng rỡ. Từ 30 tuổi trở đi, sự nghiệp có nhiều tiến triển vượt bậc, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vẹn toàn, cuộc sống đủ đầy dư giả từ 36 tuổi trở đi. Nếu biết nắm lấy thời cơ, tận dụng cơ hội ngàn năm có một thì cuộc đời bạn sẽ được hiển vinh trong những năm sắp tới. Tuổi hợp làm ăn. Năm Mạng Nhâm Ngọ nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Thìn để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, nắm chắc thành công, không thua lỗ, thu về nhiều lợi nhuận. Ngoài ra việc đeo thêm vòng tam hợp theo tuổi cũng sẽ giúp bản mệnh chiêu đón quý nhân và những mối quan hệ chất lượng. Cụ thể với năm Nhâm Ngọ sinh năm 2002 nên sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa trên 3 viên mã não này còn có khắc hình 3 linh vật Dần, Ngọ, Tuất giúp quy tụ năng lượng tam hợp chiêu đón quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một trong những vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý vị gia chủ hữu duyên có thể thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm của bản thân mình. Lựa chọn vợ chồng.
muốn vợ chồng chung sống trong vinh hoa. Phú quý, hạnh phúc trọn vẹn, không phải lo nghĩ về bất kỳ một điều gì, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, con cái đều hề, thì nam mạng nhâm ngọ nên lựa chọn kết duyên với tuổi hợp với mình cả về đường tình duyên và tài lộc như giáp thân, bính tuất, canh dần, canh thìn. Kết hôn với tuổi tân mão, kỷ mão, mậu tuất, cuộc sống của nhâm ngọ sẽ có nhiều thay đổi. Đôi lúc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng may mắn nam mạng nhâm ngọ là người khéo léo, biết cách giữ gìn sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, đó là vào 15, 21, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi, bạn không nên thành lập gia thất. Nam mạng nhâm ngọ sinh vào các tháng 3, 5, 7, 11 và 12 âm lịch, thường có số đào hoa, đa thê hay gặp nhiều khó khăn trở ngại trong chuyện nên duyên vợ chồng. Tuổi đại kỵ, nam mạng nhâm ngọ không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình như nhâm ngọ, ất dậu, mậu tí, canh ngọ, đinh dậu, canh tí và bính tí. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới xin linh đình rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lương, sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức, mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, nhâm ngọ năm mạng có đại hạn vào các năm 22, 23, 28, 30, 39 tuổi. Trong làm ăn kinh doanh cần phải hết sức thận trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, nếu không sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Trong giai đoạn này, không nên đầu tư làm ăn lớn vào những lĩnh vực không am hiểu, kẻo bị thua lỗ. Vượt qua thời gian khó khăn, sự nghiệp sẽ thăng tiến thịnh vượng. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì năm mạng nhâm ngọ nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, nắm chắc thành công, tránh được rủi ro, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Bên cạnh đó mang theo pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh cũng giúp gia chủ bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở phù hộ cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 25 tuổi, mọi chuyện không được thuận lợi, nhưng tháng 5, tháng 8 có lộc về tiền tài, vận may song hành cùng bạn trong năm 26 tuổi. Năm 27 tuổi, công danh chưa được như ý, tiền tài có chút dư giả. Năm 28 tuổi, có nhiều chuyện phiền muộn trong cuộc sống. Năm 29 tuổi, có nhiều cơ hội cho công danh tài vận, phải cẩn trọng kẻo đau bệnh, hao tài vào tháng 8, tháng 11 của năm 30 tuổi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, có hạn vào tháng 5, tháng 7, năm 31 tuổi, cần chú ý đến công việc, sức khỏe và tiền của. Năm 32 tuổi, phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái, công việc và tài vận chỉ ở mức bình thường, mọi chuyện không được suôn sẻ, phải cẩn trọng trong việc đi lại và giao thương, đặc biệt là tháng 5, tháng 8, tháng 10 âm lịch của năm 33 tuổi. Sang năm 34 tuổi và 35 tuổi có nhiều triển vọng cho sự nghiệp, nên cộng tác hay đầu tư cho những dự án lớn sẽ thu về nhiều kết quả ngoài sự mong đợi.
từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi, ra đảo êm ấm, vui vẻ, tiền bạc có phần dư giả, công việc trôi chảy. Bạn có hạn vào tháng 7, tháng 9 của năm 37 tuổi. Năm 38 tuổi, mọi chuyện đều ở mức bình thường, phải cẩn thận vào tháng 11, tháng 12 của năm 39 tuổi, kẻo đau ốm, bệnh hoạn, tai ách. Năm 40 tuổi, công danh sự nghiệp ổn định. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, tài lộc dồi dào, có địa vị nhất định vào năm 41 và 42 tuổi. Năm 43 tuổi, 44 tuổi, có nhiều cơ hội để đưa cuộc sống đến với vinh hoa, phú quý, nhưng cần phải cẩn trọng trong mọi việc vào năm 44 tuổi vì năm này có hạn. Đến năm 45 tuổi, gia đạo có nhiều xáo trộn, công việc gặp nhiều trở ngại, phải để ý hơn đến con cái. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi gia đình êm ấm hòa thuận, năm 47 tuổi có lộc lớn về tiền tài vào tháng 5, tháng 6 âm lịch. Năm 48 tuổi không được tốt đẹp, sang năm 49 và 50 tuổi mọi chuyện đều bình ổn, không có bất cứ biến cố nào lớn xảy đến. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi gia đạo và tiền tài được tốt đẹp nhưng cần giữ gìn sức khỏe nhất là vào tháng 10 và tháng 11. Năm 52 tuổi mọi chuyện ở mức trung bình nhưng không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Sang năm 53 và 54 tuổi cần chú ý nhiều hơn đến công việc, gia đình và con cái. Đến năm 55 tuổi phải hết sức thận trọng trong tất cả mọi việc mới mong có chút kết quả. Từ năm 6 tuổi đến năm 60 tuổi, trong khoảng thời gian này, cuộc sống ổn định, tiền tài vừa đủ, con cái thành tựu, nhưng sức khỏe giảm sút trông thấy, cần phải để ý vấn đề này. Thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ về tử vi chọn đời Nhâm Ngọ 2022 năm mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời, chúng ta đều không thể nói một cách chính xác tuyệt đối 100%. Những kiến thức trên đây chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thay đổi như thế nào? Phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc và hanh thông.